Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu em tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối muộn của ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019 thì ở bên cơ sở lan rừng nhà em lại về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng ạ. Hiện tại thì cũng đã muộn rồi. Tuy nhiên thì hàng hôm nay thì về khá là muộn nên là em làm clip có hơi muộn một chút để cập nhật các loại mặt hàng lan rừng hôm nay nhà em có tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn ạ. Mong các cô chú anh chị và các các bạn sẽ ủng hộ cho cái hàng lan của cơ sở lan rừng nhà em ngày hôm nay nhé và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn ạ cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là dòng Hoàng thảo kiều vuông kiều vuông mỡ gà cô chú anh chị nhé hàng hiện tại thì cũng đang chuẩn bị vào mùa nụ vừa, mùa hoa rồi ạ lô hàng uh, thực sự là hàng mùa hiện tại thì rất là khan hiếm các nhà vườn người ta cho vào vườn nhiều ấy là rất là khan hiếm đấy ạ Nhìn lâu lắm rồi em mới có về một cái lô kiều vuông mỡ gà rất là đẹp như thế này Em bán với giá là 220.000 một kg cô chú anh chị nhé Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ Chuẩn bị đến mùa hoa rồi Đấy cô chú anh chị lấy bây giờ thì sẽ được ngắm hoa trọn vẹn lắm luôn đấy ạ Đang chuẩn bị sưng những mắt nụ lên rồi đấy ạ Rồi mặt hàng tiếp theo Đó chính là hoàng thảo chuỗi ngọc này Hoàng thảo chuỗi ngọc hàng hiện tại thì một số cũng đã có hoa rồi đó, và cái cây uh, lan thì cái mùa bây giờ là mùa xuân là mùa hoa và cũng là mùa trồng ghép uh, tất cả các loại gian rừng thì đều rất là hợp lý để, hiện tại thì cũng đang uh, đang đang nhú mầm gốc uh, hoàng thảo chuỗi ngọc thì dòng lan rất là dễ thuần dễ trồng cô chú anh chị nhé thì cô chú anh chị lấy về thời điểm bây giờ thì thực sự là nó là cái loại lan để làm giống thôi tại vì nụ thì nó cũng nụ lớn lắm rồi đấy ạ đây cô chú anh chị xem này, một số vẫn còn nụ à, Một số thì đã nở hoa như thế này rồi Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc Em bán với giá là 200.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé 1kg cô chú anh chị có thể ghép được một giò rất là đẹp rồi Cái hương thơm dịu rất là quyến rũ và cái sắc hoa Có 3 màu, 3-4 màu sắc rất là đẹp ạ 200.000 1kg Rồi tiếp theo đây là long tu đá hoa tím này long tu đá hoa tím hàng hiện tại thì đang nụ rất là lớn rồi, đây mầm gốc đang lên rất là khỏe như thế này này, đó có những cái bông hoa đang nở ạ, đó, cánh, sáp, cánh sáp màu tím cái họng vàng rất là xinh luôn, cánh sáp dày rất là đẹp cô chú anh chị nhé, em bán với giá cũng 200.000 nghìn một kg ạ, cho long tu đá hoa tím nhé, các mầm đang lên rất là đẹp luôn ạ, rồi mặt hàng tiếp theo hôm nay nhà em về cái lô hoàng thảo vôi rất là đẹp luôn, rất tháng, rất là đẹp rất là mập ạ. Hàng thì đang chi chít nụ Đẹp vô cùng luôn Đây là hoàng thảo vôi bắc cô chú anh chị nhé Chắc chắn là mặt hoa sẽ rất là đậm đà đây ạ Cái hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ rồi Cái dòng này này Hàng rất là đẹp luôn Em bán với giá là 280.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé Đang mầm lên rất là đẹp này Rồi ạ Còn tiếp theo đây là hoàng thảo trầm tím này đây trầm tím ạ, à. hàng đã cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi. À, tuy nhiên thì hàng rừng nó cũng không tránh khỏi một số cây, nó gãy sứt đầu ngọn một chút xíu. Cô chú anh chị nhé, em bán với giá là 800.000 cho một kg ạ, 800.000 cho một kg nhé. Hàng thảo trầm tím ạ. À. Rồi tiếp theo là hoàng thảo kiều vàng. Kiều vàng thực sự là hàng bây giờ thì rất là ít, rất là ít luôn ạ. À, không biết làm sao mà hàng bây giờ thì rất là ít này. À, hàng hoàng thảo kiều vàng em bán với giá là 180.000 một kg cái số này chắc cũng chỉ tầm khoảng 3 kg thôi đấy ạ à, tiếp theo là hoàng thảo trồn tím cũng đang chuẩn bị mùa hoa rồi Trồn tím hay còn gọi là cáo đỏ cô chú anh chị nhé Hàng hiện tại thì hôm em thấy là có một số cây thì đã nứt nụ rồi ạ à, Cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ chắc là sẽ được chơi hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới rồi Đây là những cây trồn tím đã trưởng thành rồi cô chú anh chị xem này Đều đã cho những cái vòi hoa như vậy ạ đây, cái thân lá rất là tím thì em nghĩ là cái mặt hoa chắc là rất là xinh ạ. À. Em bán với giá là 300 000 một kg, hàng khá là khan hiếm cô chú anh chị nhé không có nhiều ạ. À. 300 000 một kg cho dòng hoàng thảo trồn tím ạ. À. Rồi tiếp theo là em à, vẫn có cái lô son thủy tiên, hàng đang nụ rất là đẹp luôn. Hàng đang nụ này. Đấy, cô chú anh chị xem ạ, hàng đã cắt tỉa. Toàn là những cái thân tơ. này rất là đẹp luôn ạ. À có những cái giả hành nó cho hai cái vòi nụ như thế này này đó và mỗi một vòi nụ vòi nụ thì sẽ cho một cái chùm hoa vàng to và rất là đẹp nhé đấy thì cô chú anh chị tưởng tượng là khi mà nó cho hoa thì sẽ đẹp đẹp đến mức độ như thế nào đó sơn thủy tiên rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé hàng hiện tại đang nụ em bán với giá là 220.000 một kg ạ à. 220.000 một kg cho dòng sơn thủy tiên bắc này cô chú anh chị nhé đây là hàng bắc ạ à. Và ở đây thì em có dòng long tu xuân này, hàng hiện tại đang nụ à? rất là xinh cô chú anh chị nhá, đang nụ. À, có một số cây thì à, cái nụ của nó vẫn chưa lớn, còn đang chìm dưới như này. Có một số cây thì nụ khá là lớn rồi nên cô chú anh chị mà muốn vừa được ngắm hoa mà à, vừa được chăm sóc cây thì những cái lúc mà nó vừa nhú mầm như thế này, nhú mầm gốc như thế này thì có thể lấy đặt hàng bây giờ rất là hợp lý luôn rồi ạ. Em bán với giá là 250 000 nghìn cho một kg dòng long tu xuân cô chú anh chị nhá. Hàng này thì rất là dễ trồng, dễ thuần và Ờ, hoa lại đẹp, rất đẹp ạ à. Em xin nhắc lại giá của nó là 250.000 trong 1kg cô chú anh chị nhé Đó, đấy hàng thì đang nụ như vậy Rồi tiếp theo là dòng hoàng thảo kèn tím Cô chú anh chị xem này Hoàng thảo kèn tím em đã cắt tỉa dễ rất là, rất là sạch sẽ rồi cô chú anh chị nhé Cắt tỉa dễ hết rồi ạ à. Và hiện tại đang mầm gốc lên rất là khỏe như thế này này Đó, và đặc biệt là nụ thì sai vô cùng luôn đấy ạ à nụ sai vô cùng luôn, toàn nụ chi chít như thế này, đó. cô chú anh chị nào mà muốn ngắm mặt hoa của vô cùng xinh đẹp của dòng hoàng thảo kèn, cái lô này về thì mặt hoa rất là đậm cô chú anh chị nhé, quá là xinh luôn như thế này ạ, à. nói chung là cái vẻ đẹp, cái vẻ vẻ đẹp thực sự phải nói là rất là xinh, vẻ đẹp khó cưỡng, đó rất là đẹp luôn như này. em bán với giá là 650.000 cho 1 kg hàng ở đây em đã cắt tỉa rạch sạch sẽ cô chú anh chị nhá ở một số nơi em xin nhắc lại một số nơi ạ thì người ta có bán giá 600.000 Tuy nhiên thì cái gì đó, họ là hàng là chưa cắt tỉa dễ nhá thì cô chú anh chị nếu như là người mua hàng thông thái thì em nghĩ là cô chú anh chị sẽ chọn được cái giá 650.000 với cái hàng đã cắt tỉa dễ ạ cô chú anh chị vừa được uh, thực sự là giá 600.000 Em bán 650 nghìn thì hàng cắt tỉa dễ thì tính ra nó vẫn còn rẻ hơn rất là nhiều so với cái giá 600 nghìn ạ. Mà đặc biệt là cô chú anh chị sẽ được rất là lợi cân khi mà cô chú anh chị khi mà đóng gói vận chuyển ạ. Đỡ phải mất cước cho những cái bộ dễ không cần thiết này. Đó, 650 nghìn cho 1 kg hàng đã cắt tỉa dễ sạch sẽ và mặt hoa của kèn, lô kèn. Đặc biệt một hoa, hoa của lô kèn tím đậm đà như vậy. Rất là xinh như vậy nhá. Đó, quá là xinh luôn ạ. Quá yêu luôn. Đấy, mầm gốc đang đen rất đẹp. À, tiếp theo đây thì em vẫn có cái hàng Hoàng Thảo Điện Biên Đông Hoàng Thảo Điện Biên Đông hàng hiện tại thì đang đây ạ Chuẩn bị nứt những cái mắt nụ lên Đó đang chuẩn bị mùa hoa của Hoàng Thảo Điện Biên Đông rồi Hoàng Thảo Điện Biên Đông hay người ta còn gọi là hương rừng hay là đi san thu mà Cái thân vàng óng và cái sắc hoa cũng vàng rực rỡ cô chú anh chị nhé Còn gọi là hương hương rừng bởi vì cái mùi hương rất là quyến rũ và đặc biệt của nó ạ Người dân đi rừng người ta gọi đó là hương rừng Đi san thu may bán 250.000 một kg Rồi tiếp theo đó là dòng đai châu Thái này đó, đai châu Thái ạ, hàng kg về rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Cây thì không bị bỏ lá chân này. Đó, cô chú anh chị xem ạ, và xanh từ lá chân đến lá ngọn đều xanh đẹp ạ. Hàng thì đây ít bị lỗi lá như thế này nhá. 1 kg dao động khoảng tầm chủ yếu vào khoảng tầm 2 cây. Đây thì cây này không biết là nụ hay là hoa này. À chắc là cây con mọc lên đấy ạ. Đó. hàng rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 600 000 một kg cô chú anh chị nhá. Cái dòng dòng đai châu thì đây là cái thời điểm thích hợp nhất để cô chú anh chị ghép vào vườn và chơi trồng để ngắm hoa Tết trong mùa xuân tới này đấy ạ. Bây giờ cô chú anh chị ghép thì đến Tết thì nó đã đủ sức để cho những cái bông hoa rất là đẹp. Cô chú anh chị ngắm hoa rồi. Dòng này thì hoa đẹp và rất là lâu tàn. Có nhiều màu sắc hoa đẹp cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị chơi lan thì chắc chắn là không lạ gì cái dòng dòng đai châu này rồi. Đấy, có những cây bản lá rất là to. Đó. Em à, em sẽ nhắc lại, giá em bán là 600 000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé Tất cả mọi cây đều rất là đẹp như vậy. Rồi ạ. À, ngoài ra thì ở đây này em à, có về một cái lô hoàng thảo trúc Phật bà. Hàng hiện tại thì đang hoa và một số thì đang nụ à, một số thì đang nụ và cái mầm gốc lên thì phải nói là vô cùng đẹp luôn này đó hoàng thảo trúc phật bà thì ở những nơi ấm áp áp thì chắc chắn là nó sẽ nở vào dịp tết rồi và hoa rất là lâu tàn cô chú anh chị nhé ờ... và nó còn 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 mang cái tính chất tâm linh nữa đấy ạ à, cái dòng trúc phật bà nên là ở cái hương thơm từ cái thơm cái thân từ cái thân lên đã có mùi thơm nồng rất là dễ chịu rồi và cái hương thơm rất là dịu, rất là riêng biệt của nó Rất là thích luôn ạ Em bán là 360.000 cho 1kg dòng Hoàng Thảo Trúc Phật Bà này cô chú anh chị nhé 360.000 1kg ạ Rồi còn ở bên này Em có lô Hoàng Thảo Môi Tua Môi Tua về, Hoàng Thảo Môi Tua về Hàng cũng đang chuẩn bị mùa hoa vàng rực rỡ rồi sẽ đang chuẩn bị nụ rồi đấy ạ Hoàng Thảo Môi Tua xanh mướt luôn này Em bán với giá là 150.000 1kg cô chú anh chị nhé 150.000 một kg ạ à. Rồi ạ Ở đây thì em vẫn còn có một số cái hàng trâu Một số bảng trâu Gỗ và những cây này thì đã trưởng thành rồi Cô chú anh chị nhé Đây ạ Có những cây thì đã hiện tại vẫn còn cho nụ như này này Nên là chắc chắn là Đang cho nụ và cho hoa rồi Nên là chắc chắn cô chú anh chị lấy một cái bảng trâu như vậy về này Thì uh, Tết đến Tết này đến Cô chú anh chị sẽ có những cái giò Đai trâu rất là xinh Cho hoa Tết để cô chú anh chị chiêm ngưỡng rồi Đây ạ đó những cái giò đai trâu đều tăm tắp và rất là đẹp như vậy mỗi một giò sẽ có hai cây cô chú anh chị nhé hai cây đủ để cô chú anh chị có thể chơi hoa tết rồi à, tết tới này rồi đấy ạ cô chú anh chị có thể về treo luôn để chơi như thế này hoặc là cô chú anh chị có thể uh, tách nó ra để ghép vào cái giá thể mới cũng được đây cái dễ bám rất là khỏe rồi nên cô chú anh chị cứ yên tâm là về treo chơi thôi không bao giờ bị chết được nhé Đây ạ đó nhìn những cái dễ non của nó này đang quấn vào cái giá thể rất là khỏe như vậy này Tất cả mọi cái giò nó đều như thế cô chú anh chị nhé Đều ra dế rất là, dễ rất là đẹp như vậy Em bán mỗi một giò như vậy là 250.000 nhé 250.000 ạ à. Và lượng hàng hiện tại thì đây Đó tình trạng cây tất cả mọi cây Cô chú anh chị xem Đều đều tăm tắp như nhau như vậy nhá Đó Tại vì những cái cây này thì em đã chọn lựa rất là kỹ rồi Nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm là giò nào cũng đều rất là đẹp hết Đó xem đi ạ Cô chú anh chị muốn ngắm cho em rồi ngoài ra thì em ngoài những cái cây đai trâu hàng lớn kia ra thì em vẫn còn có giống đai trâu hàng giống cô chú anh chị nhá, đai trâu hàng giống. Hàng này thì nó đã khoảng tầm từ 10 11 tháng trở lên hết rồi, có cây thậm chí trên một năm rồi cô chú anh chị nhá. Nên là cây nó rất là cứng cáp ạ. À. nhìn cái phần gốc rễ của nó Quấn ngoài giá thể, quấn ngoài chậu Rất là khỏe như vậy Nên chắc chắn là cây này thì nó phải tầm 1 một năm 1 một năm 11, 11, 11 tháng trở lên rồi đó, thì trong một cái chậu thì nó cũng trong cái đám lô xô này thì nó cũng có cây to cây nhỏ nhỉnh hơn nhau một tí cái chậu này thì chi chít cây thế em để lòng bàn tay của em để cô chú anh chị cùng xem đó đai châu thái hàng giống nhé cô chú anh chị nhé rất là xinh ạ những cây này thì chắc chắn cô chú anh chị về trồng thì sang chậu thì không bao giờ không bao giờ lo chết được rồi nó rất là khỏe luôn rất là cứng cứng cây luôn à, hiện tại thì em có hai cái dòng cây giống đó là cái cái loại này này cái cái thùng này à, cái nó là cái cây uh, cam màu sắc cam lai về đốm thì em nghĩ là sẽ cho một cái màu mặt, mặt hoa rất là xinh ạ. À. Mặt hoa sẽ rất là xinh đây ạ, à, cô chú anh chị ạ. À. Đó, tình trạng cây như vậy nhá. Em bán 32.000 cho một cái cho một cái uh, cái cái chậu này. 32.000 nhá. Đấy, cô chú anh chị đừng so sánh giá của loại này với loại loại 5 6 tháng ạ. À. Thì cái loại này thì trồng nó sẽ rất là đảm bảo cây rất là cứng cáp rồi. Đây thì bên này Hàng cây giống bên này đây ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Quá là xinh như thế này này. Rất là xinh như thế này. Đó. Cái này là cây đỏ lai với hồng ạ. Em còn cây đỏ lai hồng không chú anh chị nhá. Đỏ lai hồng. Em còn hai loại cây. Là cây đỏ lai với cây hồng. Và cây uh, cam lai với đốm. Cam lai đốm. Em bán đồng giá mỗi một chậu như vậy là 32.000 ạ. Dạ, đây là tất cả những cái mặt hàng lan hiện tại nhà em có này Hàng về rất là nhiều Và mong cô chú anh chị ủng hộ cho em Và em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip của nhà em ạ à. Em xin dừng clip ở đây